Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học Angular 13.NET Core API và SQL Server 2022. Thì ở bài này chúng ta sẽ làm về chức năng login. Vì rất nhiều bạn đã yêu cầu tôi làm chức năng này, vì thế tôi sẽ làm chức năng này trong bài hôm nay. Thì trước khi đi vào code thì tôi sẽ phân tích bài toán một chút. Đấy là trang đăng nhập thì cũng giống như các trang khác. Chúng ta sẽ lấy username và password truyền xuống .NET của chúng ta, và chúng ta sẽ vào database qua câu lệnh select thôi. Thì các chức năng ở trên web thì cũng như là cũng thông qua bốn cái cơ bản, đấy là crud, thêm sửa xóa xem, create, delete, update và zit, đấy bốn cái. Và sau khi truyền câu lệnh select cao sao from db, nếu thành công thì sẽ trả về trang đăng nhập, thông chạy qua trang đăng nhập và vào trang tiếp theo. Nếu như select không có tên và password đấy ở trong db thì trả về full và sẽ giữ nguyên là tại trang đăng nhập. Và ở phần tiếp theo của bài học thì chúng ta sẽ cùng vào truy cập vào database và tạo thêm một bảng người dùng new table. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cách tạo bảng bằng tay. Chúng ta sẽ thêm tên cột, đấy là tên đăng nhập này. Kiểu dữ liệu là Pacha, mình cứ để mặc định 50. Mật khẩu cũng là Vaja, mặc định 50. Và tiếp đến là họ và tên. Xin lỗi các bạn, ở trên xưa thành Vaja, chúng ta sẽ pệt lại vào đây. Ở đây sẽ là Nvaja 50. Có khi ta thôi cứ để 50 thôi. Được rồi, chúng ta sẽ Ctrl F lưu tên bảng là người dùng. Ok, như vậy là chúng ta đã thêm xong. Chúng ta sẽ refresh ở chỗ table để hiện ra bảng mới của chúng ta. Đây, bảng người dùng của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu mới bằng tay luôn. Edit tốt 200 dầu. Sẽ là Hàn quá nhanh chẳng hạn. Mật khẩu sẽ là Hàn quá nhanh luôn. Họ là tên sẽ là Hàn quá nhanh. Hàn quá nhanh. Tôi sẽ bật việc kia lên. Ta sẽ thêm mới một user nữa, đây là nhập là admin, mật khẩu cũng là admin và họ và tên cũng là admin luôn. Chúng ta sẽ tab, đấy như vậy là có hai bản ghi. Chúng ta sẽ cùng mở một new một file mới. Chúng ta sẽ mở một query mới, file new query with current connection. Chúng ta sẽ thử select ở trong bảng người dùng của chúng ta. Select sao from người dùng. EQ F5. Như vậy là chúng ta đã tạo bảng thành công và thêm mới dữ liệu thành công. Thì cái trang đăng nhập của chúng ta đơn giản chỉ là lấy tên đăng nhập và mật khẩu
truyền xuống DB và select xem trong DB có tồn tại bản ghi đề không. Ví dụ tôi sẽ ví dụ như sau. Select, chúng ta sẽ dùng select count sao, tức là đếm xem có bao nhiêu bản ghi from người dùng. Ví dụ như tôi sẽ ví dụ như thế này, chúng ta sẽ bôi đen trong này và chạy. Đây sẽ là hai bản ghi, vì trong bảng của chúng ta sẽ hai bản ghi, và trang đăng nhập của chúng ta sẽ đơn giản là thêm where thôi, tên đăng nhập bằng, chúng ta sẽ bằng nhé, không like. Like là search tương đối, chúng ta sẽ search tuyệt đối. Làm quá nhanh. Và mật khẩu em, mật khẩu cũng bằng hàn quá nhanh. Giờ sẽ select câu này M5. Như vậy là sẽ có một bản ghi trở về. Còn ví dụ chúng ta select và mật khẩu của chúng ta là admin1, chúng ta sẽ select, sorry các bạn, chúng ta sẽ select, sẽ trả về là 0. Như vậy là nếu mà chúng ta select que tên đăng nhập bằng mật khẩu bằng mà trả về bằng 1 thì sẽ là cho đăng nhập vào, còn nếu không thì sẽ không cho đăng nhập. Bài học của chúng tôi ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học đăng nhập tiếp theo. Chúng ta sẽ code phần .NET và Angular. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.